cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu đạo như lai được viên mãn rồi. Đối với thật tế, đâu chẳng tác chứng. Phật dạy, này thiện hiện các Đại Bồ Tát nếu chưa viên mãn, việc nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình tu các đại nguyện thì đối với thật tế vẫn chưa nên tác chứng. Nếu đã viên mãn, việc nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình tu các đại nguyện thì đối với thật tế nên tác chứng bạch thế tôn đại bồ tát do trụ đạo mà chứng thật tế trăng không thiện hiện bạch thế tôn đại bồ tát do trụ phi đạo mà chứng thật tế trăng không thiện hiện bạch thế tôn đại bồ tát do trụ đạo phi đạo mà chứng thật tế trăng không thiện hiện bạch thế tôn đại bồ tát do trụ phi đạo phi phi đạo mà chứng thật tế trăng không thiện hiện cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu vậy thì Đại Bồ Tát do trụ chỗ nào mà chứng thật tế? Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Ông do trụ đạo mà được hết các lậu tâm giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn không? Này thiện hiện, ông do trụ phi đạo mà được hết các lậu tâm giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn không? Này thiện hiện, ông do trụ đạo phi đạo mà được hết các lậu tâm giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn không, này thiện hiện, ông do trụ phi đạo phi phi đạo mà được hết các lậu tâm giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn không, chẳng phải con có trụ mà được hết các lậu tâm vĩnh viễn giải thoát, nhưng con hết các lậu tâm được giải thoát là hoàn toàn không trụ vào đâu. Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát cũng như thế, tu hành bát nhã ba la mật đa, hoàn toàn không trụ vào đâu mà chứng thật tế. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn vì duyên gì mà trí nhất thiết tướng gọi là trí nhất thiết tướng. Phật dạy, này thiện hiện, biết tất cả Pháp đều đồng một tướng, đó là tướng tịch diệt, vì vậy gọi là trí nhất thiết tướng. Lại nữa thiện hiện, các hành trạng tướng có khả năng biểu hiện các pháp, như lai có khả năng như thật hiểu biết, vì vậy gọi là trí nhất thiết tướng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, hoặc trí nhất thiết tướng, ba trí như thế đoạn trừ các phiền não, có sai biệt chăng, có trí đoạn còn, có trí đoạn hết chăng. Phật dạy.